cái chỗ này á, nó thuộc vùng khỉ ho cò gáy rồi. Trời thì mưa, đất trời u ám, đi ngang qua một cái ngôi nhà ma nữa các bạn. Tới cái mộ của Hoàng hậu Nam Phương thì nó cũng gần, phương tiện công cộng thì rất là hiếm hoi. Cố gắng tán tỉnh các cái khách du lịch ở đây. Có một anh đẹp trai mà anh không thèm chở mình thôi các bạn. Nãy lòng nào anh đi tuốt luốt luôn, anh không thèm nhìn mình lấy một cái. Có một cái tộc người rất là thông minh, không phải là tóc vàng như người Tây nha các bạn, người ta mắt đen, tóc đen. Hành trình của hai chị em mình trên những cái chuyến xe đi chung như thế này gọi là BlaBlaCar. Và bây giờ trên hành trình này là vô tình chúng mình sẽ dừng lại ở thành phố Hồng Toulouse. Bạn nào đã coi cái video, hai cái video về thành phố Toulouse thì sẽ nhớ lại ha. Mình sẽ để cái tab của video đó ở phía trên bên phải màn hình. Bạn nào muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố Toulouse thì sẽ vào hai video đó để coi nha. Toàn bộ những cái tòa nhà được xây dựng bằng gạch hồng đây. Nhìn em không thấy hồng. Em thấy gạch đỏ, gạch đúng cam. Rồi, đúng rồi. Đúng ra thì gạch nó màu cam. Rồi cái rồi ánh nắng á, ánh nắng chiều hoặc ánh nắng sớm mai á, nó rọi lên thì mình thấy cái màu hồng của hoàng hôn, của mặt trời. Mình phải hiểu cái màu là, hồng, đúng cái màu hồng thiên nhiên. Đúng màu rồi. Pha trộn màu hồng. Màu hồng thôi trong ngoặc kép đi. Hành trình lần này nó khá phức tạp các bạn. Tụi mình phải đổi rất là nhiều chặng tàu xe BlaBlaCar mới tới được cái thị trấn tên là Terrasson. Sở dĩ tụi mình chọn ở lại cái thị trấn này á, tại vì nó ở giữa hai cái địa điểm mà mình muốn tham quan, một là cái hang động thời tiền sử tên là Lascaux, hai á là đi tới cái mộ của Hoàng hậu Nam Phương thì nó cũng gần. Cái chỗ này á, nó thuộc vùng sâu vùng xa vùng khỉ ho cò gáy rồi mà trời ơi, quý vị biết không? Trời thì mưa, đất trời u ám, đi trên xe còn kể chuyện ma, đi ngang qua một cái ngôi nhà ma nữa các bạn. Phương tiện công cộng thì rất là hiếm hoi, cho nên là để bảo đảm là tụi mình có thể tới được cái hang động đó thì chị em mình phải dậy sớm và đi ra trạm xe buýt. Tuyến đường thì có 20 phút thôi, nhưng mà lần đầu tiên mình đi và không biết là xe buýt nó chạy hiếm hoi như vậy thì mình có đón được nó hay không, cho nên phải tranh thủ đi thiệt sớm. Bình Minh vừa ló dạng là hai bạn đã dậy đi rồi. Vừa đi vừa ăn. Chưa kịp ăn nữa. Tụi mình đã tới Lascaux rồi đây. Tới thì được rồi á, nhưng mà giờ tụi mình cũng lo làm sao cho có cái chuyến xe để đi về ngay trong buổi sáng đây. Nên là tụi mình phải nhờ cái cô tài xế của hỏi ở trên cái trung tâm điều hành cho. Thường thì mình hay mua vé trước online để tới đó khỏi có mất công, nhưng mà lần này mình không chắc chắn về cái xe buýt cho nên mình đợi tới nơi rồi mình mới mua, hy vọng là sẽ mua được. Mình không thể tham quan tự do được mà phải tham quan cùng với cái người hướng dẫn và sau khi tham quan xong á, thì là vào lúc 12 giờ trong khi xe buýt để quay về là lúc 11 giờ hay 11 giờ rưỡi. Như vậy thì mình còn nguyên cả buổi chiều ở đây, không có cái gì để tham quan đây hết, tại vì đây là cái hang động mà nó ở trong thuộc vùng sâu vùng xa vùng khỉ ho cò gáy rồi, thành ra là nguyên buổi chiều không có hoạt động gì, không có cái chỗ nào để đi tham quan hết, thì mình thấy nó cũng rất là phí thời gian đó, cho nên bây giờ tụi mình sẽ cố gắng tán tỉnh các cái khách du lịch ở đây coi thử có ai mà đi về đi xe hơi mà đi về cái hướng của mình á, thì tụi mình sẽ ra sức tán tỉnh. Em Quỳnh sẽ được giao nhiệm vụ tán tỉnh bằng tiếng Anh, mình tán tỉnh bằng tiếng Pháp, để có ai họ đi thì mình đi ké về bên dưới bên đó, chứ không thôi nguyên cả buổi chiều ở đây là một cái buổi chiều vô nghĩa rồi, ngồi ở đây mà chờ thôi. Nếu mà được là tụi mình chỉ tham quan khoảng một tiếng rưỡi thôi, sau đó thì mình sẽ có thời gian để tham quan cái thị trấn nhỏ có tên là Terrasson, nơi mình ở. Nghe cô chủ nhà nói là cái chỗ đó nó cũng khá là đẹp á, thì có rất là nhiều cái đoàn học trò do các nhà trường người ta tổ chức cho các trẻ em, các cháu tới tham quan ha, và tìm hiểu về lịch sử. Sau khi tìm hiểu rồi á, thì coi như là sẽ trả lời những cái câu hỏi ha. Hai chị em mình đã di chuyển tới cái hang động gọi là cái hang động Lascaux để tham quan. Cái hang động thuộc về thời tiền sử các bạn. Hồi xưa thì ở đây nó khoảng 20.000 năm, thậm chí 30.000 năm, thì cái quá trình hình thành địa chất, thay đổi của địa chất nó tạo thành những cái hang động, những cái núi đá vôi nó tạo thành những cái hang động ở trong cái vùng thung lũng này. Cái điều đặc biệt là trong đó
người tiền sử đó, nó có một cái tộc người rất là thông minh. À, người ta không phải là tóc vàng như người Tây nha các bạn, người ta mắt đen, tóc đen, và người ta cũng có một cái ngôn ngữ, một tiếng nói hoàn thiện như mình, chứ không phải là người ta hú hú đâu, không phải là có những cái những cái ngôn ngữ như vậy. Và không biết là người ta sống ở đâu, nhưng mà người ta đã vẽ lên trên những cái hang động dài, những cái bức tường đầy trên cái trần á, những cái hình vẽ rất là độc đáo và rất là, phải nói là rất là thẩm mỹ á, mang cái tính thẩm mỹ cao. Và thậm chí có những chỗ là nó thể hiện cái bóng của bóng đổ sáng tối, những mảng sáng mảng tối là nó đều được thể hiện rất là chi tiết và rất là đẹp. Quỳnh thấy như thế nào về những cái hình vẽ này? Em thấy rất là đặc sắc và cũng rất là thích. Tại vì mặc dù là cái ngày xưa thì cái thô sơ thôi, cái màu sắc chưa có nhiều, nhưng mà khi vẽ vô thì mình cảm thấy nó có hồn. Ở đây thì người ta chủ yếu là vẽ những cái loài động vật có vú lại đó, như là bò, ngựa, trâu, bò rừng, cùng bison á. Bên kia em có thấy có những cái con hươu mà sừng. Đúng rồi. Thì em thấy là mặc dù thô sơ nhưng mà người ta vẽ lên mình cảm nhận được cái hình đó và cảm nhận được cái sức nó rất rất sống động, những cái hình rất là sống động. Và đặc biệt á, người ta vẽ, người ta tạo cho mình cái cảm giác nhìn vô cái phần nào là phần lưng, phần nào là phần bụng, những cái mảng sáng mảng tối, người ta chơi với các mảng màu nó rất là nghệ thuật. Mình có cảm giác như là nó là một cái hình vẽ 3D luôn á, đôi lúc có cảm giác. Và đặc biệt cái chất liệu người ta sử dụng là chủ yếu là than củi. Than củi là tạo những cái màu đen và những cái đất non. Đúng rồi. Để tạo cái màu vàng, màu đỏ. Và người ta pha trộn, có những cái đoạn á, thì người ta chỉ vẽ không thôi. Và đặc biệt các bạn thấy người ta vẽ trên những cái mảng trần, mảng tường gồ ghề. Chứ không phải là vẽ trên một cái mặt phẳng. Người ta vẽ trên những cái địa hình có sẵn của những cái hang động tự nhiên thôi. Và nó rất là gồ ghề, chỗ thì lõm, chỗ thì lồi, nhưng mà cái hình thù của những cái con thú á, những con vật á, đi qua đó nó vẫn bình thường, nó vẫn tạo ra được một cái bức tranh, một cái bức vẽ rất là hoàn thiện. Và đặc biệt cái bức vẽ rất là to, có những con bò rừng tới 5 mét. Đúng dài rồi. Tới 5 mét. Và họ vẽ là cái con này nó xen kẽ con đúng kia kìa. Không phải là mỗi vẽ con này xong mà cắt ra một cái con kia. Đúng rồi. Cái con này cái đầu đây thì cái con này ngược lại. Đúng rồi. Tức là họ có một sự đúng rồi, và cái trí tưởng tượng nó rất là phong phú và rất là chi tiết á. Mà trên rõ cái ràng nó gồ ghề như vậy thì cái chỗ này là còn ít gồ ghề, ít lồi lõm này, ở trong cái hang động thực nó lại còn gồ ghề và lồi lõm hơn nữa. Thì đây mình sẽ quay qua cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng một số cái hình thù mà đã được các cái nghệ sĩ đương đại của thời chúng ta phát họa lại, mô phỏng lại. Tại vì cái hang đầu tiên á, từ năm 1940 người ta phát hiện ra cái hang, và sau đó thì tới năm 1948 người ta mở cửa cho du khách tới tham quan. Thì khắp các nơi trên thế giới người ta cảm thấy rất là hào hứng với cái hang động tiền sử này, cho nên người ta đã đổ về hàng triệu người để tham quan. Ngày là có thể lên tới 1.200 người. Đúng rồi. Và khi đó thì người ta chưa có cái biện pháp gì là để bảo vệ những cái di sản này cả, cho nên là khách tham quan thì có thể vô đó nè, ăn nè, uống nè, hút thuốc nè, và sờ mó lên trên các cái hình vẽ. Thì các hình vẽ nó bằng than và bằng đất non thôi, cho nên là nó rất là mong manh, dễ bị xuống cấp, dễ bị hư hoại. Cho nên là sau này người ta đã đóng cái hang chính thức đó lại, và người ta mở ra cái hang thứ hai, thứ ba, thứ tư để mô phỏng lại. Mô phỏng lại đúng như cái hang thứ nhất. Và đặc biệt mình thấy cái cách người ta tạo ra hang động á, cái hang động giả, cái nơi mà mình được tham quan nó là một cái nơi mà người ta tạo ra nhân tạo để mô phỏng lại, nhưng mà mình thấy cái mức độ chi tiết của nó và cái mức độ người ta làm cái hang động như thật, trông như thật. Rất tiếc là trong đó thì mình không có quay được hình ảnh, tại vì người ta để bảo vệ nó đó, thành ra là người ta cũng không quay được hình ảnh. Thứ hai á, là chị nghĩ rằng người ta cũng giữ để cho khách tham quan vô, chứ còn nếu mà mình vô mình quay rồi á thì hình ảnh nó được tung ra hết rồi. Đúng rồi. Thì lấy ai mà tới đây tham quan nữa, cho nên là làm sao mà người ta có thể thu lại đủ sở hữu. Tại vì chị nghĩ bỏ tiền ra để xây dựng lại hang 2, hang 3, hang 4 này rất là nhiều tiền. Và đặc biệt cái nghệ sĩ, những cái nghệ sĩ mà người ta phát họa lại và tạo ra cái hang động đúng từng chi tiết, mô phỏng đúng như cái bên kia. Em không biết là cái hang thật nó như thế nào, như theo cái anh mà cũng chuẩn bị là người ta mô phỏng là 100%. Nhưng mà ý là kể cả là nhân tạo thôi mình đã cảm thấy nó rất là
gọi là touch rồi, nó đúng rồi, có nhiều cái cảm xúc nghe vào, kiểu em không biết là khi mình vô cái hang thật thì không biết như thế nào. Thưa quý vị, khi mà mình đi dọc theo cái hang mà mình được tham quan đó, cái hang mô phỏng lại 100% đó, thì mình cảm giác là một cái sự lộng lẫy. Lộng lẫy ở đây không phải là phải là vàng bạc kim cương gì, nhưng mà nó liên tưởng, nó làm cho mình liên tưởng tới cái cung điện Versailles. Nơi mà vua Louis 14, các vị vua của nước Pháp đã từng ở, thì nó cũng rất là lung linh, nó rất là lộng lẫy. Tất cả các cái bức bích họa, rồi những cái bức tranh khảm ở trên tường khắp các nơi, mình nhìn đâu mình cũng thấy những cái bức họa đẹp như vậy. Thì ở đây người tiền sử họ cũng có cái không gian sống vô cùng lộng lẫy của họ. Với một cái vua Louis thì chỉ tạo ra một những cái tòa nhà lộng lẫy, là nhưng mà nó vuông thành sắc cạnh hơn. Còn đây là một, phải nói là một cái cung điện tự nhiên á. Yeah. Khi mình nhìn lên trần mình có cảm giác như nó như là một cái cung điện. Yeah. Và thậm chí nó còn đẹp hơn cái cung điện Versailles. Yeah. Tức là về cái mức độ mật do thiên nhiên tạo ra đó. Yeah. Cái hình thù của trần, cái trần hang động rồi những cái vách đá đó thì nó rất là độc đáo. Nó rất là độc đáo. Em cũng hy vọng là từ lúc mà người ta đóng cái hang động chính đó, là từ năm 1963 tới đây cũng đúng gần rồi. 50 năm rồi. Đúng rồi. Thì đây em hy vọng trong tương lai có khả năng là người ta sẽ cho mở lại cái hang động chính đó, mà cho một số lượng người nhất định, nhất định thôi, những cái quy định kỹ càng để vào cái hang đó. Đúng thì rồi. Em vẫn cảm thấy rất là háo hức. Chị cũng hy vọng vậy, tại và nhờ như vậy đó thì mình mới hiểu được lý do tại sao là cái hang động Sơn Đoòng của mình đó. Ừ. Người ta hạn chế khách đến như vậy và cái giá vào tham quan nó lại đắt đỏ đến như vậy. Yeah. Nó tới khoảng 3.000 đô hay là hơn 3.000 đô cho một lượt khách đi tham. Yeah. Quan. Thứ nhất là bởi vì cái địa hình của nó rất là cần chuyên dụng. Chuyên dụng, nó có tàu, có leo núi, có đi thuyền vân vân, và rất là cái hệ sinh thái trong đó thì quá phong phú, cho nên mình đi nhiều á thì nó sẽ làm phá vỡ cái hệ sinh thái trong đó đi, các cái loài vật mà bên ngoài không có, hoặc là các cái loại cây thì đương nhiên là nó mất rồi, nhưng mà mình nghĩ rằng đúng là người ta cần phải hạn chế lượng du khách để bảo tồn cái giá trị của nó, cái vẻ đẹp của nó, cũng như là nơi nào có hệ sinh thái thì cũng cần được bảo tồn. Đây chỉ là cái phòng triển lãm thôi, đây là cái hang động thứ ba, Lascaux 3 là cái phòng triển lãm của họ ha. Tụi mình vừa tham quan xong cái hang động Lascaux rồi, nó cũng rất là thú vị thưa các bạn. Tụi mình ra đây để đi ô tô stop kiếm phương tiện để đi về. Có vẻ như là rất là phiêu lưu các bạn, đường thì nó vắng tanh như chùa Bà Đanh, rất là ít phương tiện đi lại. Đằng kia nó có một cái bãi giữ xe và em Quỳnh được phân công là đứng đó để đón những cái xe nào mà người ta tham quan xong người ta ra, ta lấy xe ta về đó. Nếu người ta đi ít người thì em Quỳnh sẽ ở đó và dùng tiếng Anh để giao tiếp với người ta. Cái bãi gửi xe thì cũng khá rộng, vì mình đoán ở đó chắc cũng ít nhất cũng 60-70 chiếc xe đó của những cái người họ tới đây họ tham quan. Còn mình á thì mình sẽ đón ở đây, tại vì đây là cái trạm xe buýt, cho nên là mình sẽ đón ở đây. Thì nếu có cái xe nó chạy theo cái hướng này mà về lại cái thị trấn tên là Tarascon, mà nãy giờ ngồi chờ cũng chắc cũng 7 phút 10 phút rồi thì mình chưa thấy có ai hết các bạn. Đường vắng tanh và cũng không dễ gì để đón ô tô stop nha. Ở cái vùng này thấy đón ô tô stop cũng khá là nan giải á. Không phải ai người ta cũng sẵn lòng cho. Chỉ trừ những người mà ưa đi du lịch rồi đó như tụi mình thôi. Những người mà đi nhiều thì người ta mới đủ cái độ cởi mở và sẵn sàng cho phép người khác bước lên xe mình. Chứ còn nếu mà người dân địa phương á thì ở cái vùng mà thường thường người ta cũng ít có giao tiếp với người khác á, thì người ta cũng hạn chế đón tiếp người khác lên xe ha. Nói chung chuyến đi này á, tụi mình phụ thuộc hoàn toàn vào các cái phương tiện công cộng, và thỉnh thoảng thì tụi mình cũng sẵn sàng đón ô tô stop, có nghĩa là đi qua gian xe hơi đó các bạn. Có khi thì nó cũng thành công, có khi thì cũng đón được dễ dàng, như ở cái ngôi làng Balazuk thì tụi mình cũng đã đón được một cách dễ dàng để đi vào làng và đi trở lại về cái chỗ trọ của mình. Và hôm nay để coi thử vận may có đến với hai chị em mình không nha. Chứ từ bữa bắt đầu đi tới giờ là lúc nào cái vấn đề xe cộ cũng rất là thuận lợi. Riêng bữa nay thì chưa biết làm sao, có một chút thử thách, tụi mình sẽ phải ngồi chờ ở đây. Lý do tụi mình ngồi chờ ở đây á, là tại vì một ngày chỉ có 2 chuyến xe buýt, 4 chuyến xe buýt lên đây thôi. Một chuyến thì quá là sáng sớm, sớm quá thì mình không đi, và một chuyến thì muộn quá thì mình cũng không đón được, không thể chờ được. Như vậy thì hai chuyến khả thi nhất, đi và về hai chuyến khả thi nhất thì nó lại cách xa nhau rất là lâu, và đặc biệt là cái chuyến xe buýt, cái giờ của chuyến xe buýt nó không ăn nhập gì với cái giờ tham quan kia cả. Khi mà mình tới, xe buýt tới đây thì mình phải đợi khoảng 1 tiếng nữa
mình mới được vô tham quan cái suất đầu tiên. À, rồi tham quan xong rồi thì cũng chẳng có chuyến xe buýt nào để về hết thưa các bạn. À, cho nên là tụi mình phải chờ mãi, tham quan xong là lúc khoảng 12 giờ rưỡi, thì tụi mình phải chờ mãi cho tới 5 giờ 20 chiều mới có cái chuyến xe buýt để đi về. Nhưng mà mình hy vọng là vận may sẽ tiếp tục đến với chị em mình, tại vì tụi mình thực sự là những người rất là may mắn luôn á. Quỳnh hay là bản thân mình cũng vậy, khi đi du lịch thì đứa nào trong số tụi mình cũng thường nhận được sự may mắn. Mình đi Paris hay đi bất cứ cái chỗ nào thì thường mình cũng có những cái người tốt sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách ha. Mấy bữa nay đi xe cũng luôn luôn thuận lợi. Mình nghe có cái tiếng xe tới, mình sẽ đón xe nha các bạn. Mình sẽ đón xe như này. Có một anh đẹp trai mà anh không thèm đón mình, anh không thèm chở mình thôi các bạn. Đợi từ hồi nãy giờ mới thấy có một anh đẹp trai đi qua. Mà anh nở lòng nào chứ. Nở lòng nào anh đi tuốt luốt luôn, anh không thèm nhìn mình lấy một cái. Ở đây hoang vắng lắm, mình quay cho các bạn coi. Hôm qua nay trời mưa cho nên là cảnh vật nó cũng nhìn nó cũng xám xám, một cách u buồn ha các bạn ha. Và đặc biệt ở chỗ này là chỗ khỉ ho cò gái rồi, trong hang động rồi, cho nên là cũng không có cái gì nhiều ở đây. Dân cư thì thưa thớt ha, người đi lại trên đường thì ít. Cho nên là mình đợi từ hồi nãy tới giờ cũng khoảng là 10-15 phút rồi mà vẫn mới có một chuyến xe đi qua thôi, mà anh không thèm vớt mình lên rồi. Giờ chờ thêm thử có ai không. Thỉnh thoảng mình thấy có một số người họ cũng tham quan xong họ đi ra đó. Nhưng mà họ đi đông người như vậy thì không có chỗ để cho mình đi ké đâu. Mình đói quá là đói rồi. Sáng nay chỉ có ăn một trái táo thôi. Sáng nay dậy sớm cho nên chỉ ăn một trái táo thôi và đã đói quá rồi. Thành ra là mình muốn ăn lắm rồi. Nhưng mà ở trong kia nó có một cái nhà hàng nhưng mà tụi mình muốn về sớm. Chứ tốn nguyên một cái buổi chiều phí phạm ở đây thì nó không đáng, nó vô duyên vô nghĩa quá nên mình muốn đi về. Mình quan sát từ xa thấy có những người đi ra kia, có hai cặp, mỗi cặp hai người đi ra, không biết là em Quỳnh có tiếp cận được không. Mình thấy hai người này họ lấy xe chỗ này là chắc là Quỳnh sẽ không hỏi được ra, vậy Quỳnh qua bên cái bãi xe bên kia rồi để mình hỏi hai người này thử được không. Xe đó là cái gia đình đó mới vô đông đúc hả? Để hỏi cho hai người này coi được không? Excusez-moi, vous rentrez? Vous... Pas maintenant? D'accord, merci. Mình hỏi nhưng mà họ không cho. Họ nói là họ chưa đi về liền. Thật sự là khó ha. Khó xin được á. Cũng có nhiều người nè. Mà họ đi theo gia đình, họ thì đi theo gia đình thì không có chỗ cho mình đâu. À, có một gia đình là không được rồi. À, có một cặp đằng kia, để coi thử cái cặp đó được không. Excuse me, vous quittez Lasco? On va dire? Ok, để ra khách xong, s'il vous plaît. Je peux faire autostop. Centre-ville, Montignac. Je peux vous déposer au centre-ville, si vous voulez. D'accord. C'est juste à côté, hein? Ah, c'est juste à côté? Ah oui, c'est intéressant. Au revoir, bon après-midi. Không biết là em Quỳnh đâu rồi. Mình hỏi mấy người này nhưng mà họ nói họ về Montignac là cách đây khoảng có một phút đi xe thôi. Cho nên là họ không có đón mình được. Có một cái xe đang xuống mà là xe tải. Tải thì không đón mình rồi. On peut faire autostop? Excusez-moi, on va à Tarascon.
Vous pouvez. Ah non, je vais là, moi, je vais sur les Aisy. Ah, d'accord, merci, au revoir. Vấn đề rất là nan giải. Ôi, cuối cùng là cũng không có một chuyến xe nào cả và tới tối hai chị em mình mới lết về tới nhà được, thưa các bạn. Và trời thì mưa, mệt quá mệt. Mà ngày hôm sau là tụi mình sẽ còn đi tới cái địa điểm cuối cùng trên hành trình này, đó là viếng mộ của Hoàng hậu Nam Phương. Thì là một cái hành trình mà coi như bây giờ mình vẫn chưa biết đi bằng phương tiện gì các bạn. Bởi vì cái vùng này nó hầu như là nó không có cái phương tiện công cộng mà đi vào làng. Đó, thành ra rất là lo lắng mà trời thời tiết thì tệ quá. Mà bây giờ chị em mình chào quý vị khán giả nha. Và tụi mình sẽ tranh thủ về nghỉ ngơi, ăn uống, lo chuẩn bị hành trình cho ngày mai. Chứ ngày mai chắc là phải đi bộ. Đi bộ bao nhiêu cây số rồi thưa quý vị. Xe cộ giờ chưa biết đi làm sao nữa. Thôi, au revoir, bye bye, tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong tập sau tại mộ của Hoàng hậu Nam Phương nha quý vị.